mình ngâm DAP có cần thêm 20, 20, 15 không? Fino đổi mới nông nghiệp Việt. Không, DAP là lúc nhỏ nó cần đạm lân nhiều để cho nó mập gốc, mập chồi cành. Còn sau cái lần tưới thứ hai, anh thấy cái cây cảm giác như là nó mập nhưng mà nó lùng á, thì anh mới chêm nhẹ nửa ký đến một ký những cái loại đạm cao hơn kali như ure hoặc là 30-10-10 hoặc là 16-16-8, nhưng mà giống như nguyên tô cơm cho nó một miếng cá, miếng thịt gì thôi. Rồi, hiểu. Dạ, dạ. Rồi lúc mà khoảng tầm tháng, 2 tháng đó mình mới bắt đầu mình chuyển sang 20-20-15 là lúc đó anh rải được rồi nè. Thì anh trộn lân với kali chứ anh đừng rải đơn. Tại vì bản thân á, cái anh 20-20-15 á, trên thị trường hiện nay nó bán nhưng mà nó độ hàng. Nó độ hàng là từ bỏ điều hòa sinh trưởng cho tới nó trộn tỷ lệ đạm cao hơn so với nó công bố. À. Dạ, thành ra là mình bón ít thôi mà mình trộn thêm lân và kali để dằn cái cây lại. Nếu không á, nhiều người ta bón 5-10 ký nha. Cái bắt đầu mưa xuống cái nó bị vàng đốm lá ướt, rụng lá chân hoặc là vàng đầu non. Là những cái hiện tượng mà nó bị dư phân chứa đạm á. Dạ. Với lại thêm, mình hỏi thêm cái nữa. Trong nguyên cái thời gian đầu là khoảng tầm một tháng hoặc là khoảng 20 ngày thôi là cái thời điểm đó, nên mình muốn bỏ phân là mình đều phải dùng cái biện pháp là tưới hết đúng không? Chứ mình không có được bỏ hột đúng không? Nếu mà bỏ hột thì cái tỷ lệ hấp thu của cây là không có nè. Anh biết sao mà phải tưới không? Tại vì cái lượng nhỏ quá anh gắt đâu có được. Thì bộ phải tưới thôi. Còn tưới mà anh bón nhiều á thì giống như kiểu con nít á là đưa nhiều quá ăn đâu có hết. Ít quá anh đâu có gắt phân được. Vậy thì tỷ lệ của nó là bao nhiêu cho một bình 16 lít? DAP á, nó có một số cái. Có những người á, người ta pha phi, người ta pha 1 ký, 2 ký cho 200 lít luôn. Tức là giống như kiểu là một muỗng muối mà anh pha một cái ca bự thì nó lạc. Tưới lỡ dính rễ không sao. Còn này á, là nếu như anh ngâm đậm, thì thứ nhất nó sẽ có một cái gọi là độ bão hòa muối. Có những khi nó bão hòa rồi anh đưa muối vô nó không có tan được nữa, thì cái phân rồi. Nó cũng giống như vậy. Vậy thì nếu như mà một cái loại phân anh bão hòa thì anh nên chích gốc xa hơn chút xíu, tức là xa khỏi cái mép tán cây khoảng rang, anh chích gốc vô xong rồi anh mới tưới xả lại là nó ngấm ra tới bộ rễ là nó lạc rồi, mình tưới nước mình thêm. Đó là hai rồi. Cái cách để mà mình bón mà nó không có bị cháy rễ, và tùy theo cái mức độ mà nhân công. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.